đây. Đặc biệt là Thanh Kiều cái quà nhỏ nhỏ trong cái hộp này nè. Thanh Kiều nhiều nhá. Có lớp hoa, vương xã. Có hoa, có quà nữa thì còn gì bao. Xin chào hết đại gia đình mình nha. Cảm ơn hết đại gia đình đã trở lại với kênh của Năng Trần, Cuộc Sống Mỹ. Chiều nay thì lễ Valentine rồi các bạn ơi. Mình xin gửi lời chúc đến đại gia đình mình ha. Một ngày lễ Valentine được vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân của các bạn mình nha. Chiều nay thì mình đi làm mới ra đây. Valentine mình làm ra trễ quá các bạn ơi. Nhưng cũng gắng chạy đi mua một mớ đồ về ha. Nấu một buổi dinner, ăn Valentine với cô Trang bà xã. Thì thường thì người ta order những cái nhà hàng người ta đi ăn các bạn ơi. Còn mình thì thường mình về nhà mình nấu không à. Mình nấu một buổi ăn, ăn dinner với cô Trang bà xã ha. Thì hôm nay thì order một cái buổi đồ ăn thì cũng hơi đặc biệt chút xíu. Đây, mình mới chạy đi lên trên Ray Seafood. Mình mua mấy con lobster ở đây. Các bạn xem mấy con lobster bự khổng lồ không? Siêu to khổng lồ ha. Bây giờ chiều nay thì mình làm cái món đơn giản thôi. Món mà phái khẩu của cô Trang bà xã mình đó là lobster salad thôi các bạn. Thì mình hấp bia mấy con lobster này ha, rồi ăn với salad ha. Còn ba con tổng cộng ha. Hai vợ chồng mình, một đứa con là ba con lobster. Rồi bây giờ các bạn làm lobster salad với mình nha. Dễ dàng thôi, nhanh lẹ, gọn nhẹ ha. Để ăn cho lễ Valentine chiều nay. Đây các bạn thấy không, mấy con lobster, mấy con tôm hùm đó, mình mua về như thế này là mình phải rửa lại nước lạnh nha các bạn. Thường mình cũng làm, chắc mấy cái video trước các bạn cũng thấy rồi, mình rửa nước lạnh cho thiệt sạch để không thôi nó mặn lắm ha. Đây các bạn thấy tôm hùm thì nó bán nó rộng như thế này đây. Rộng này là nước biển natural luôn nha các bạn, nước biển tự nhiên đó ha. Trong này thì nó mặn lắm, cho nên mình mua về thì mình chịu khó mình rửa nước lạnh là cho kỹ chút xíu để hồi nữa mình hấp lên mình ăn nó hết mặn, nó đỡ mặn hơn các bạn nha. Bây giờ mình bỏ vô nồi nha các bạn, thấy không, cái con lobster khổng lồ chưa, coi cái càng của nó nè, cái càng của nó giống như cái búa luôn rồi nè các bạn, giống cái búa không, giống cái búa thầu chưa. Thì mình bỏ vào nồi nha. Thường thì hấp bia rất là dễ các bạn, mình bỏ vô mình hấp nhiều khoảng chừng 20 phút ha. Rồi mình khui chai bia ra mình đổ vô đây. Mình đổ vô đây cho nó sôi lên khoảng chừng 7 phút nữa là mình đem ra ăn được rồi. Dễ lắm. Cái món này nhanh gọn nhẹ nữa ha. Nhưng mà mình hấp bia như vậy thì ăn với con lobster nó không có bị tanh đó các bạn. Đây các bạn xem đây, mình mua salad ha, dưa leo ha, cải carrot ha, rau mầm nè, cà chua nè. Rồi salad dressing, thấy chưa? Đặc biệt là phải có đó hoa hồng nha các bạn. Đây. Rất là đẹp, chuẩn bị cho cô Trang bà xã đấy. Đây, bây giờ tôm hùm mình nó đã đỏ như thế này rồi đây, nó chín rồi đó các bạn ơi. Mình bây giờ đổ bia vô ha. Rồi, bây giờ mình đổ bia vô nha các bạn, thấy không? Mình chỉ đổ bia vô như vậy là khoảng 7 phút nữa là mình lấy ra, ăn liền. Đấy, mình đậy nắp lại cho nó vừa sôi lên là nó thơm bia là lấy ra nha. Đừng có để nó sôi lâu quá nha các bạn. Rồi bây giờ chuẩn bị lobster ra lò nha các bạn ơi. Wow, look at that. Con nào con nấy nó vàng tươi luôn, nhìn ngon ghê chưa. Bây giờ mình lấy đẩy ra dĩa. Ào, nóng quá. Wow, con này các bạn ơi, đã chưa. Look at that. Nhìn đã chưa. Đó, đã không. Con nào con nấy nó vàng tươi, nhìn ngon ghê không các bạn. Bà con rồi, cô Trang bà xã về rồi đây các bạn ơi. Hello cô Trang bà xã. Hello, hello cả nhà. Hôm nay ông xã nhà chuẩn bị có cái ngày tải gì đây, Valentine nay mà quên hả? Đi gì hả, Valentine là gì ai biết. Giả bộ quà biết mà không. Mà có quà đồ thì mới biết chứ còn ăn không mới biết. Đã đặc biệt ha các bạn. Bây giờ cô Trang chuẩn bị salad một cái là mình bắt đầu ăn tôm hùm nha. Ba con tôm hùm bây giờ là nó bụng quá rồi. Con này nó màu đen hả? Không có phải, cái con đó nó gọi là hot sale đó. Thank you.
bây giờ đồ ăn đã sẵn sàng rồi đại gia đình ơi. Ba con tôm ha, ba dĩa xà lách cho gia đình mình hôm nay. Ăn lobster salad cho Happy Valentine nha các bạn. Rồi bây giờ mời hết đại gia đình mình ăn Happy Valentine với gia đình mình nha. Đây, Happy Valentine mọi người nha. Ăn tôm hùm để với salad. Happy Valentine con. Con trai mình Anthony ăn Valentine với ba mẹ. Nhân dịp Valentine mình xin chúc hết các bạn đang yêu và được yêu và sẽ yêu cho được có một ngày Valentine thật là hạnh phúc và vui vẻ hết. Thank you ông xã for dinner nhé. Cái này mới vui nè, gọi nó có luôn bà xã, không làm vấn đề. Cái này bự nhất luôn. Cái này mới vui nè, bây giờ xích lên coi nào, nhìn đã không, đã gia đình mình. Ồ, vậy thì mới đã nè. Yeah. Con của em cái càng đang thui vậy. Thui ở đâu em đi. Nhá. Con áo upside down. No. Like this. Này cái con của mẹ cái càng nó không có đỏ. Đó là tại nó đụng nước cái của mẹ bự nhất đó. Còn gì là con của mẹ già hả? No, the hot sale, cái con hot sale là cái gì? You want to switch? Này nó nói con già là ngon. You want to switch, Anthony? No, thế này, con nó già ngon. You want it? Không. Đa bự hơn, ăn cái bự hơn. Rồi bây giờ là ăn con lobster là đầu tiên là mình thường thu cái mình nó ra trước các bạn ơi. Của mình nữa nè. Wow, của mình của nó nè. Lobster này mình mua ngay chân chỗ Ray Seafood á, ngay chân chỗ company để nó bán ra tôm hùm luôn á các bạn. Cho nên tôm hùm nó dễ chứ lắm ha. Cái năm ngay đây đúng không? Con bé. Cái chỗ này là cái chỗ hấp dẫn nhất của mình nè. Giờ mời đại gia đình mình ăn cái mình con lobster nha. Tôm hùm ha đại gia đình. Dạ chưa em? Không dạ. Làm giúp cho. Nó mới bẻ cái đuôi ra. Cái này nắm cái này kéo được rồi nè. Anh nhìn đẩy đó. Mẹ đâm nó ngay đây dễ hơn. Mẹ đâm nó trên đây. Con cái con này của mẹ giống như nó bị sát vậy đó. Đó, kéo ra. Yeah. Oh. Yeah. Wow. Trời cái mình to rồi. Lúc giỡn cái em giỡn cái mình lên cho. Quá wow, chừng cái mình to rồi. Cô Trang trúng. Rồi bây giờ Happy Valentine lần nữa nha đại gia đình mình ăn lớp tròn nha, ăn tôm hùm. Rồi mời cả nhà mình ăn ha. Wow, tôm quá lớn này. Thôi ăn cầm luôn đi khỏi ngon nghĩa. Cầm cho ngon. Ăn tôm hùm là nghĩa. Ngon không? Chấm muối tiêu không? Ngon, có chấm đâu. Con trai mình ăn không vậy, nó không có chấm gì cho hết. Cái mình ngọt quá ha, thịt nó ngọt quá. Ăn xô ngọt luôn đại gia đình ơi. Mẹ ra gì? Xé luôn. Mình nói với các bạn hồi nãy đó ha. Tôm hùm thì chịu khó mình mua về thì mình phải rửa nước ngọt nó lại. Bỏ nhiều xiên mình xả đầy một xiên nước mình rửa. Mình rửa nó cho nó từ cái sạch nước mặn ở trong mình của con tôm ra. Rồi là mình hấp ra là ăn nó ngọt lắm. Chứ nếu không thì mình hấp ra ăn cái thịt nó hơi mặn ha. Quá ngon hả? Happy Valentine lần nữa nha cô Trang bà Tắc. Thank you ông xã. Nói chung thì Valentine thì người ta đi ra nhà hàng người ta ăn không à các bạn ơi. Còn mình thì năm nào cũng ăn ở nhà ha. Là một mâm ăn ở nhà thôi. Chứ nói chung thì ra nhà hàng nó cũng đợi chờ lâu lắc mà nó cũng ồn ào quá cho nên mình cũng không thích mấy. Cho nên ăn ở gia đình nhìn thấy nó vui hơn. Ăn ở nhà mình thấy nó vui mà nó thấy nó đơn giản mà làm kiểu này mình ăn nhanh gọn lẹ mà nó cũng vui mà. Ê ở ngoài giờ mấy ngày này đông lắm. Mới đây mình hết cho mình lớp tờ. Hết rồi hả? Một con lobster này là 3 pound các bạn. Là gần 1 ký rưỡi nha. 1 ký rưỡi con. Không còn là dịch lộn nữa nha. Bữa nay nhiều món ăn quá à. Cách nào cũng hết. Mẹ không muốn không? Cái gì con? Tại gặp đó. Mẹ không muốn gặp không? Gặp đó hả? Đúng rồi, đánh muỗng. Wow. Thịt béo quá nè ơi. Ăn tôm không nghĩ ăn salad à. Bây giờ ăn con tôm nó đã chứ mắc gì ăn salad trước. Tôm hùm salad mà nãy giờ các bạn thấy mình có thích cái dĩa salad như thế nào chưa? Mình chỉ ăn tôm trước ha, cho nó ngon. Gạch béo quá nhiều á. Tôm ở đây không có gạch nhiều. Cả con có nhiều. Có nhiều hả? Cái của mẹ cũng nhiều nữa này
Thường có nghĩa là sao? Cháo con được 2 muỗng. Hay không? Thôi em ăn đâu cho này đi. Này nó cũng gạch thôi chứ. Để chuyển nguyên cái này quá luôn. Wow, mẹ mê, này nó mê gạch dữ lắm. Nè, em cho con cái đồng một miếng hồi nó sẽ ăn bụng. Hồi còn ăn thịt lộn nữa nè. Bữa nay mẹ mua, mẹ mua món còn thích không này. Hấp dẫn quá. Không biết nữa, ăn cái này xong con nó ăn. Rồi cái càng đó là đại gia đình mình. Cái càng nó giống như cái búa luôn. Giống như cái búa thầu luôn. Anh không nghĩ cái này mà bóp nổi cái càng này đâu em ạ. Đấy chứ. Bóp gãy tay luôn đó chứ bạn. Cái càng nó to quá. Bằng bằng tay không? Đó. Ào. Mình dùng hết power của mình để mình bóp cái càng luôn. Ở bóp không nổi luôn. Quá trùng lớn. Lấy hết gạch tài trả lại đầu cho mẹ hả nè. Trả đầu tôm này cho mẹ. Thì trả lại nè. Thank you. Ào quá. Dán quá. Nó dán đầy nhà lên đây anh ơi. Ừ. Dán trên màn hình nè con. Để nó đi. Sao đó. Con rửa ra gì con dễ lấy hơn nè. Ủa mày mở ra kia đó làm sao? Nói chung là phải lấy đồ mình đập mới được các bạn ơi. Bây giờ cái càng nó to quá là bóp không bể rồi. Bóp không nổi. Bóp hồi chắc gãy tay luôn. Thằng ở ăn lót tờ rồi ăn vô rồi dẹp. Các bạn thấy vui không? Lớp tớ đọc ầm ầm luôn. Cái con này, cái càng này nó già quá nè, nó cứng hết chứ. Còn cái đó quá cứng luôn. Cái này cái đâu có gạch đâu, cái cục này cũng cứng á. Ừ, cục đó không phải gạch thịt càng này nè các bạn. Nó to hay sợ không? Rồi đó mang vô con mang nào. Sao vậy con? Thì có cáo con bự. Có tay phải bự hơn tay trái. Càng tay phải càng trái càng phải hả? Càng lớn thì càng nhỏ nè con. Cái giống như cuôi rồi phải càng lớn càng nhỏ chứ. Càng bốc đã hơn hay đại gia đình mình. Mấy món này mà anh ăn cầu kỳ sao lại nữa. Phải ăn tự nhiên. Mấy cái thịt này tinh giò này cho mẹ này hả? Mấy thịt tinh giò này mẹ thích gỡ lắm. Còn em thì dưới đó đi gần. Nó thích gỡ mấy cái đó. Cái đầu là giao cho cô Trang bà xã. Cái bia con đập. Đập như vậy con. Thôi đập trúng tay con. Con đẹp. Bể đó, bể đó. Ồ, xin lỗi. Ăn lớp tờ vui không các bạn? Đó, ầm 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 luôn ha. Vậy mới vui chứ. Và đập một lần nữa. Đây, ta đi đập đi. Đó, đó, nó con gà. Ta đi đập. Này, hồi nó văng cái đầu quá. Con đập cho nhẹ, cho nó đừng văng. Con đập nhẹ thì nó đâu có đâu, con bể được. Ồ, cái nào cái này ăn đã luôn. Đập nhẹ thì nó không nhanh. Thịt quá thịt này dùm lại, ăn đã quá. Mỗi một năm qua lên thăm thì mấy lần ha. Có lớp tàn hoài đã luôn ta. Thấy không? Vậy anh để nha. Ta happy Valentine, anh happy cuối tuần á. Cái mỗi cuối tuần cái mua lớp tàn. Phá sản à? Ăn lớp nhát luôn. Ăn quá bị đụng cháy mà đều cháy túi á.
biết là bị hai cholesterol. Chế túi trước hai cholesterol luôn rồi, giờ đó lớp tợ con khổng lồ này, mỗi cuối tuần nào cũng ăn là thôi, chế túi trước. Lớp tợ nó văng tùm lum bàn ghế hết trơn các bạn ơi, chạy ra đập mạnh đó. Em nói là không chịu nghe em nói lấy giấy, một lớp giấy lót chứ cái thớt á, tại vì cái anh đập á nó không có văng nhiều. Xé cho đời miếng giấy này. Thịt quá chừng nhiều luôn cả nhà, cái trên cái đầu của nó cũng thịt nhiều nữa nè, ăn cái mình cái muốn no rồi. Nhưng mà nghĩ ăn salad luôn. Hồi nãy phải đập nhẹ không văng gì hết trơn, ra đập văng everywhere. Wow, look at that. Xui gần đầy người đã hiểu nhưng mà con nói không gian. Được rồi, bể ơi. Lần trước thì nghe không gian, giờ lần hai gian đã bị quen. Giờ ăn tôm xong rồi không ăn salad, bây giờ chuyển qua ăn hộp vịt lộn cả nhà ơi. Bữa nay hộp vịt lộn mới về ngon quá, mua hộp vịt lộn, bây giờ không ăn salad, bây giờ ăn hộp vịt lộn. Mình còn tiếp tục cái môn này, còn cái cô Trang bà xã thì đổi qua ăn trứng hộp vịt lộn rồi các bạn ơi. Mình còn tiếp tục chiến đấu với con tôm của mình. Sao? Hộp vịt lộn ngon quá. Mình cũng báo cho đại gia đình biết là cô Trang là đạo hộp vịt lộn. Mê hộp vịt lộn. Lộn hay nè. Trứng lộn vậy. Quên rồi. Em vớt ra đây mấy hộp á chứ trong nồi còn hai cục hộp trong á. Cho nên mua nhiều. Nhiều dữ vậy. Đạo mà. Mệt. Mình đảo hộp vịt lộn cả nhà này bật miếng. Rồi, mời đại gia đình mình ăn một trứng hộp vịt lộn nữa nha. Valentine ăn trứng hộp vịt lộn. Wow, trứng này ngon nha. Nước không hết. Wow, nước nó ngọt quá đại gia đình này. Ở đây thỉnh thoảng mình mới mua được ngon cả nhà, chứ thường khi mua nó khô gan là nó không ngon đâu. Nhưng mà lần rồi với lần này mua được ngon. Trứng này ngon nè. Ngày xưa mình ở Việt Nam á, mình mê ăn hộp vịt lộn lắm cả nhà. Cái qua mới qua đây thời gian đầu mà mười mấy năm về trước á, không có hộp vịt lộn đâu á. Bị ghiền. Bây giờ có rồi, ăn đỡ ghiền rồi. À, nóng quá. Nước ngọt quá ha. Rồi thôi, bữa nay buổi Valentine hôm nay mình đã ăn tôm hùm, bây giờ tới giờ ăn hộp vịt lộn nữa. Cô Trang chắc ngồi ăn hộp vịt lộn còn lâu lắm các bạn ơi. Thôi bây giờ mình chia tay các bạn nha. Bữa nay thì vợ chồng mình không quên gửi đến đại gia đình mình một ngày Valentine vui vẻ, hạnh phúc, bình an bên gia đình ha. Những cặp tình nhân mới thì yêu thương nhau nhiều hơn. Còn những cặp vợ chồng thì sống hạnh phúc các bạn nha. Tặng quà nhiều hơn. Mình thì còn quên nữa. Cái này mình chưa tặng nữa đó. Mới cái gì quà người ta nhắc từ đầu rồi mà tới giờ mà quên hoài cả nhà thấy không? Happy Valentine cô Trang. Thank you. Có cái giỏ này chắc là đồ này đồ đặc biệt rồi cả nhà. Mở thử đi. Trời ơi sao mà chỗ này ăn lu bu quá rồi. Vui luôn hả? Ai biết muốn khui khui à. Mình tặng thì mình lâu lâu mình tặng có, một lần thôi chứ không có tặng. Có cái hộp nhỏ nhỏ này cả nhà ơi. Đồ nhỏ nhỏ này nói có chung bỏ thì không có tặng thường nữa nha các bạn. Lâu dữ lắm rồi á. Nhưng mà nhiều năm tặng, rồi. Lâu lâu mình cũng làm lần surprise ha. Hả nhiều năm rồi, mấy chục năm rồi phải không? Tính ra bây giờ cũng 16 17 năm gì đó các bạn. 16 17 năm không tặng cái quà nhỏ nhỏ này ha, không biết cái gì nữa cả nhà, cái gì nhỏ nhỏ trong đây không biết nữa. Cái gì mà giá trị trong đây. Trời ơi, xong nhiều lớp quá vậy. Wow, nghe từ từ nghe, từ từ cái mở ra surprise không. Wow, tặng cái này quá surprise à các bạn. Thank you ông xã nha. Rồi. Wow. Happy Valentine nha. Được chăng mà xã? Giúp hết các bạn. Thank you ông xã. Love you. Rồi, thôi bây giờ chia tay đại gia đình mình nha. Hẹn các bạn lại video sau ha.
Rồi. Bye bye cả nhà, chúc cả nhà ngày lễ Valentine thật là hạnh phúc và vui vẻ nha. Bye bye. Cô Trang happy dữ lắm rồi. Happy rồi. Đây nè, thật ra thì cũng không có gì đặc biệt, thì lâu lâu mình design để nó lại chút xíu thôi cho lạ lạ hết các bạn. Để tặng cho cô Trang bà xã, nó không có gì đặc biệt. Thì nói chung thì làm cho cô Trang vui thôi, sống hạnh phúc gia đình. Rồi, đó chia tay các bạn nha. Nếu các bạn yêu thích kênh mình thì cho mình cơ hội đăng ký kênh, ủng hộ mình. Mình tiếp tục upload những video sau cho các bạn xem cho vui. À, đại gia đình mình nha. Bye bye. Happy hả?